Hello cả nhà. Hiện giờ thì Khương đang trên xe túc túc nha cả nhà. Ở Bangkok, Thái Lan. Đó, bây giờ là cái chú này đang lái xe túc túc là rất là dễ thương, chú rất là vui tính nha. Hồi nãy đó cả nhà có biết không, chú mở cái bài hát Rồi Tới Luôn nè của Nam đó cả nhà, ở Việt Nam. Bên đây vẫn nghe nhạc của Việt Nam nha cả nhà ơi. Đó, rất là ok, nhưng mà do mình sợ bản quyền cho nên nãy mình không có quay lại. Mình có bản quyền âm nhạc thì mình sẽ không up lên được. Cái khoảng cách mà từ khách sạn của mình tới chợ đêm là theo tiền Thái là 200 bạc, thành ra là nó 140.000, khoảng 145.000. Mát lắm. Mà chú chạy nhanh ghê luôn. Cái xe này nó hơi thấp quá cả nhà, cho nên mình ngồi mình phải khung xuống này nè. Thấy cưng lắm, cái xe thấy cưng lắm, ngồi quay lại chiếc xe coi. Hello, hello, hello. Đó, chuyến túc túc nha cả nhà. Bên đây á, mình yên tâm là bên đây là không có giật đồ nha. Bên đây không dám giật đồ đâu, cho nên điện thoại mình quay thoải mái. Không có kèn nữa. Không có kèn nha. Chạy cỡ nào nhanh cỡ nào nè cả nhà, mình xem nãy giờ là không có một tiếng kèn nha. Cái này là cái gì đây? Chà. Rồi, nói lụng bánh nha. À. Rồi. Bây giờ là mình sẽ ra chợ đêm. Chợ đêm là tên gì quá rồi? Shop fair right. Bây giờ là đang chờ đèn đỏ nè. Đang chờ đèn đỏ. Ở bên đây là lúc nào là cũng có cầu vượt hết nha cả nhà. Mặc dù nó là trong phố, trong thị trấn, nhưng mà nó vẫn có cầu vượt. Sắp tới chợ đêm rồi cả nhà ơi. Phía trước nữa là tới này. À, lên đèn. Dữ dằn không? Đó. Đó bên kia là chiếc túc túc đó. Đó, chiếc túc túc. Nó cứ nhỏ như vậy đó. À. Xe mình đang đi á. Ừ. Túc túc. Đây, túc túc cả nhà. Là mình đang đi là xe đó đó. Nói chung là nó rẻ lắm nha, nó không có mắc đâu. Mà dễ thương lắm. Nhà mình thấy là đây là cái hộp tép này. Hộp tép tươi sống là có là nguyên liệu gồm hành tím, hành lá, sả, đường, nước mắm. Là bao nhiêu? Có 80 baht. Là nó rẻ lắm, không biết nhiều. Bí chanh. Rồi sau đó là cái gì nữa đây? Cái này 60.000. Với lại bột ớt. Nha, đầy đủ nguyên liệu như vậy. Tép tươi sống vậy đó. You miss? Dạ nhìn đi. Giờ là xong rồi hả? Ừ. Dám ăn không? Lại đi. Nó nhảy cọc cọc đó cả nhà thấy không? Ăn có tội không ta? Ngon không? Is it good? Yummy. Ủa vậy là ăn rồi đó hả? Ừ. Rồi kiếm chỗ thử đi. Ok, cầm đi chút xíu nào. Các bạn you go from Korea or from Taiwan? Taiwan. Ok, Taiwan. Okay. Có nhiều bạn Đài Loan là hỏi cái món này giống như mình mua rồi. Do you come from Vietnam? Oh, you come from Vietnam? You shooting video? YouTuber? Are you YouTuber? YouTuber. Oh my god. YouTuber. Nice to meet you. Good to you. Yeah. What's your YouTube channel? I think because the cứ đụng vô người ta con. It's okay. Cứ đụng vô tay nha. Giơ đồ. Can you? Can you type in English? Okay. I have a lot. Ông mới làm cơm luôn. You have a lot. Okay. Đây là những người bạn Đài Loan, họ muốn giao lưu với lại người Việt của mình. Họ làm YouTuber cũng giao lưu với lại đây là anh Cương đây, và bây giờ anh đã tìm được một cái chỗ ngồi rất là khó trong cái này. Quay sơ ở khu vực này nha, tìm một cái chỗ ngồi cực kỳ khó luôn. Đấy, mà anh cũng đã tìm được rồi, tan đây, và anh thưởng thức cái món là coi gọi là tép sống. Đó. Lần đầu tiên ăn, hồi đó giờ mình có ăn tôm, nhưng mà tôm chấm bù tạp, thì cái con tôm lột ra, lột vỏ ra rồi mới ăn. Còn biết cái con này nó làm sao? Theo em nghĩ là nó sẽ ngọt, nhưng mà cũng thấy nó còn nhảy, thấy sợ quá. Cả nhà mình thấy nó nhảy không? Nó còn nhảy nè. Đó. Nhưng mà thôi mình nghĩ là người ta ăn được, mình ăn được. Dạ, thử đi, nhiều khi ngon sao. Cả nhà thấy nó nhảy nè. Nhiều khi đó, ngon sao. Đó. Anh xúc muộn đi, đang hồi hộp á. Nó trời chết ăn. Nó không chết đâu. Rồi. Ăn chứ đi. Không. Miếng rau. Thôi, cứ thử đi. Cứ thử đi. Cũng là đồ ăn thôi mà. Đây là cái ẩm thực nha, ẩm thực của Thái Lan nha. Anh Phương là anh chịu khó khám phá dữ lắm đó, chứ giờ gặp em là không dám ăn rồi đó. Chưa dám ăn cả nhà ơi. Chưa có dám ăn. Wow, phải mạnh dạn lên ăn nó mới ngon. Ăn nhát nhát không ngon. Chết đâu đấy, còn nãy là sạch nè. Đấy là phải đâu. Đó, nhảy đó. Rồi. Mà cả nhà ăn trước đi, cả nhà ăn trước đi. Rồi, cả nhà ăn rồi đó. Tới anh đó. Nó còn quê quê cái. Tới anh đó, tới anh đó. Kìa, quê càng nè. Tới anh đó. Mạnh lên, mạnh miệng lên con, bỏ vô. Nghĩ gì nó chết rồi đi anh con. Mạnh lên. Đó, từ từ chọn cái nữa nha, chọn cái nữa. Rồi thử trọng cái nữa nha. Rồi, đậm luôn. Đậm luôn, bà cả nhà nha. Thơm mà. Phải nhai mạnh đó, nó mới ngon. Nhai luôn. Ngọt không? Ừ. Ok hả? Cay không? Chua cay mà, cái cay mà nó chua. Nó nồng hả? Mặn. Wow. Cay chua mặn quá. Wow, có người dám thử rồi, Ngon. Nói chung là không có một cái mùi gì tanh đó nha cả nhà. Nó giống như nó chín rồi á. Thử rồi, lần đầu tiên ăn luôn á. Tại vì tép con mà. Nhai mạnh dạng lên. Oh, good, ăn ngon. Ngon hả? Chơi đi. Ngồi xuống ăn luôn rồi. Giống cái mùi, giống cái bột nêm của mì gói. Mà ăn ngon hả? Qua cái nước sốt đó, cái nước pha chế á. Khuyến cáo cả nhà nha. Ai mà đang bị đau răng, nhiệt miệng, ăn cái món này vô là bảo đảm là chịu nổi. Tê á, tê tái á, tại vì nó nồng quá hả? Nó cay luôn cả cái đú răng á. Trời ơi. Nó cay, nó mặn cả đú răng á. Mà chắc nó ngọt nhờ con tép đúng không? Nó rất là ngọt. Mình thấy mình sợ thôi nhưng mà bỏ vô miệng ăn rất là ngon. Nãy lúc bắt á là hả? Nó nhảy luôn. Cả nhà mình thấy không? Nó bắt được trong hồ đang bơi á. Đây nè. Mấy anh chị đang gây dữ dằn thiệt. Nhưng mà cái người nếu mà nói mang tội chứ không sao đâu, tại vì cái người bán họ mang tội với người ăn cũng sao đâu. Mình ăn giải thoát cho nó mà. Người ta bán cũng ăn mà. Những con này là những con để nó nuôi sống con người mình. Ok cả nhà nha. Vậy thì hồi nãy mình có đưa cả nhà đi chợ đêm. Rồi bây giờ mình cũng có mua thêm ít quà đây nè. Rồi. Nói chung là vô đây mua cũng không nhiều. Bởi vì thật chất ra thì họ bán những cái đồ lưu niệm nhiều mà mình chưa có nhu cầu đó, mình mua ít thôi. Và bây giờ thì mình chuẩn bị, mình đang đợi xe túc túc tới. Đây hiện thời mình cũng còn đang đứng trước nhà đêm nè, đang đợi xe túc túc tới rồi để trở về khách sạn. Rồi ok, chào tạm biệt cả nhà nhé. Hẹn gặp lại những video clip lần sau tại Thái Lan.